nha. Bây giờ mình bắt đầu hành trình 100 cây số phía dưới bên tay để đi về quê vợ vào một ngày đặc biệt. Anh đang chuẩn bị trang trí xe cho bạn của mình. Hai ba lô nha. Còn giúp lão Nguyễn ngồi nữa. Giờ cùng theo chân mình đi nha. Sắp tới sắp tới đây là Mỹ Tho, Bến Tre ba. Bến Tre rồi, giờ tới sắp tới nhà rồi. Ghé ăn bánh tráng nướng à. Thank you.
rưỡi rồi. Đây, có mặt tại thành phố Bến Tre đây. Ừ, 2:30 rồi. Bây rưỡi rồi. Đang ngồi ở thành phố Bến Tre chưa về tới nhà. Tại ăn bánh tráng không có gì tới nhà đây. Mà đợi lâu quá. Giờ ăn bánh tráng. 1, 2, 3. Đang nướng cho lò. Mình đang nướng thôi. Chất lượng á. Ngon mà. Đúng không? Có bị bánh tráng nướng là lạ không? Dạ. Lão bây giờ đông lắm, với lại không khí nó nóng rồi. Cay giống như xưa thôi. Đâu còn thấy đi Đà Lạt mới được ăn bánh tráng nướng đâu. Nhưng mà Đà Lạt ngon. Vậy thôi. Có không khí xe xe lạnh lạnh thôi. Ăn bánh tráng bánh tráng.